Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước trước thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Video hôm nay em xin giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là lốc điều hòa của Toyota Altis 2.0 2010 đến 2013. Sản phẩm lên cái đời trên 2000 thì đa số phần lốc điều hòa của tất cả các dòng xe, nhưng nhất là dòng Toyota đã có một cải tiến rất là lớn, tức là lốc đóng mở điều khiển 100% là bằng cái van điện. Ở với cái dòng Altis này thì nó có một đặc điểm là nó điều khiển bằng cả van điện. Phía trên của mặt bích nó sẽ có một cái van cảm biến. Mặt bích thì của dòng Altis này thì nó sẽ tách rời nhau. Một khối là một mặt đường cao, một mặt đường hồi sẽ là tách riêng. Bu li của nó sẽ là chạy bản dây Cura bản 5BK. Đây anh em có thể nhìn thấy này, 5BK này, và lốc được bắt với vào trong động cơ với 4 tay bắt lốc, hai tay trên và hai tay dưới. Từ hình ảnh sơ qua thì anh em có thể nhìn thấy là cái chân lốc phía đuôi đuôi thì nó cao hơn. Đây anh em có thể nhìn thấy nhá, nó cao hơn cái phần trước. Và cái đây là cái điểm con ốc để chúng ta xả bỏ và thêm dầu. Chúng ta sẽ cùng nhìn sơ qua này. Đây, bu li là để lai dây cura, còn điều khiển 100% sẽ là bằng cái van điện này. Anh em sẽ cùng nghe để nhìn sơ qua chiếc lốc nhé. Đó, đây là hàng liên doanh cao cấp. Lốc được lắp ghép với nhau bởi qua ba thân, bởi những con ốc đây anh có thể nhìn tinh một chút này. Đấy, cái ốc này là bắt qua ba thân, phần đầu, phần đuôi và phần giữa. Đây, đây chính là, đây là mặt hít của nó nhé anh em nhé. Bản dây Cura là, em xin lỗi vừa nãy 6BK, 5 rãnh nổi là 6BK. Đây, đây chính là cái đường hồi này. Đó, đây chính là cái van van điều khiển ở lốc này. Đó, thì vừa rồi là em vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là cái lốc điều hòa của Toyota Altis 2010 2.0. Anh em quan tâm tìm hiểu hỗ trợ tư vấn về sản phẩm hay liên hệ với em theo số 0769086333. Hỗ trợ thay thế lắp đặt tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Chân thành cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.